Xin chào cả nhà, chào mừng đến với phần 119 của bộ truyện. Ta sở hữu hệ thống phun tiền bao gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Tại Đại học Lục Tân, đám người giáo sư đang không ngừng bàn tán về câu hỏi cuối cùng của bài kiểm tra. Giáo sư, đây có phải là câu hỏi cuối cùng không phù hợp với sinh viên đại học không? Đó là một câu hỏi do giáo sư Nottingham đưa ra và tôi nghĩ nó hơi khó. Lúc này một giáo sư khác xuất hiện lên tiếng, tôi đã cố tình làm điều đó vị giáo sư đó thẳng thắn nói ra quan điểm của mình thời thế đã thay đổi và cần phải gây khó khăn hơn cho sinh viên đại học thực ra câu hỏi này không cần phải trả lời đúng chỉ cần ý tưởng giải câu hỏi đúng thì sẽ được thưởng rất nhiều điểm nghe đến đây vị giáo sư còn lại rất hài lòng tôi cười khen ngợi đúng như mong đợi ở một giáo sư nottingham ông ấy xem xét các vấn đề rất cẩn thận đột nhiên một cậu sinh viên vội vã chạy vào thưa các giáo sư điểm số đã được công bố biết được đã có kết quả Tất cả giáo sư đều túm tụng lại xem rốt cuộc ai sẽ đạt được top 5, sự phát triển của AI bây giờ thực sự rất tuyệt vời, ứng ừ dụng AI để sửa bài rất nhanh, top 5 lần này là ai, họ chắc hẳn vẫn là sinh viên của học viện công nghệ Lujin và Kenma, họ đều đứng top 10 trong mọi kỳ thi. Nhìn vào top 5 bảng xếp hạng, anh vậy mà thật sự là ở top 5. Điều này khiến tất cả các giáo sư đều phải kinh ngạc, người này là ai, đại học đó là loại trường đại học nào? Một vị giáo sư trong đó nhanh chóng tìm kiếm những đáp án mà anh đã trả lời. Tìm thấy rồi, người này rất nhiều câu hỏi cơ bản trước mắt đều không trả lời được. Theo logic mà nói, lọt vào top 5 là điều không thể, nhưng, nhưng cậu ấy đã giải được câu hỏi cuối cùng và nó hoàn toàn chính xác. Nghe đến đây ai cũng đều bàng hoàng không thể nào tin vào những gì mình vừa được nghe, cái gì bốn học sinh đứng đầu còn lại không thể làm được điều đó, không thể được. Nếu cậu ta không thể trả lời đúng các câu hỏi cơ bản trước đó thì làm sao cậu ta có thể trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, đừng nói với tôi là cậu ấy không cố ý viết phần đầu tiên nhé. Chưa biết thông tin thế nào vậy giáo sư đó đã vội kết luận, không cần phải hỏi, đây nhất định là gian lận, loại chuyện này tuyệt đối không thể dùng thứ. Nó liên quan đến sự công bằng của cuộc thi vật lý sinh viên Đại học Quốc tế, Đại học Giang Nam, phải không? Đột nhiên anh bị mọi người đưa lên hot search, một sinh viên tên Lâm Tân đến từ Đại học Giang Nam đã được nhận vào Đại học Quốc tế và lọt vào top 5 trong kỳ thi vật lý. Bên dưới bình luận ai nấy đều không thể tin được, không phải chuyên ngành vật lý, anh ta là một con chó gian lận trong kỳ thi tuyển sinh. Tôi nghe nói rằng tôi thậm chí không thể trả lời những câu hỏi cơ bản, nhưng tôi đã chọn trả lời câu hỏi điểm lớn. Hãy nghiên cứu kỹ, đây là chất lượng của Trung Quốc. Nước ta có rất nhiều người tài nhưng chưa có ai lọt vào top 5, sao chép có gì đó không ổn, bây giờ sẽ tệ lắm, công bố thông tin của anh ấy. Tại Đại học Giang Nam, chiếc xe của khoa vật lý Đại học Giang Nam xuất hiện. Mọi người bước đến một cách hùng hổ, người dẫn đầu là giáo sư Tăng từ Viện Vật lý và giáo viên Giang từ Đại học Khoa học và Công nghệ Giang Nam. Đám người sinh viên đại học thấy những người đi đến không biết là ai liền thắc mắc, có chuyện gì vậy? Những người đó là ai? Có vẻ như một tên lớn nào đó đã đến và đang tìm kiếm ai đó trong ký túc xá nam sinh. Giáo sư Tăng tiến đến nghiêm chỉnh hỏi hiệu trưởng, hiệu trưởng, viện nghiên cứu của chúng ta đang tìm người, nếu ngươi còn giấu giếm thì sẽ không tốt. Hiệu trưởng vui vẻ đáp lời, he hơ. Giáo sư Đường, nghe tôi nói này, chắc chắn có chuyện gì đó, suy cho cùng, đây là kỳ thi có hàng trăm nghìn người tham gia cùng lúc nên việc hệ thống vô tình mắc lỗi là điều bình thường. Giáo sư Tang nghe hiệu trưởng nói thế thì khó chịu vô cùng, đừng trì hoãn. Đại học Lujin ở Inguo và Viện Vật lý trong nước đã trực tiếp đến gặp chúng tôi và chỉ cho chúng tôi hai ngày. Nếu không tìm ra được học sinh gian lận này, toàn bộ giang nam của chúng ta và thậm chí cả đất nước Trung Quốc sẽ trở thành trò cười. Hiệu trưởng ngoài mặt vui vẻ trả lời, vì các học sinh của trường chúng tôi có liên quan nên tôi chắc chắn sẽ hợp tác với cuộc điều tra và tìm hiểu cặn kẽ vấn đề. Tuy nhiên, nếu chúng ta mắc lỗi và gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho học sinh thì sao vậy chúng ta nên có cách tiếp cận lâu dài và vạch ra một trường trong lòng hiệu trưởng vừa có sự nghi ngờ vừa sợ đắc tội với anh người mà các người đang tìm là lâm tân làm sao lâm tân có thể tham gia kỳ thi vật lý quốc tế đó chứ cậu ấy giàu như vậy nó vẫn là giả chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đâu đó lâm tân là ông trùng huyền thoại vô cùng giàu có một người như vậy làm sao có thể tùy tiện bị người ngoài điều tra Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được chút thiện trí trước mặt anh ấy. Nếu tôi xúc phạm anh ấy vì chuyện này thì tổn thất sẽ không thể đong đếm được. Anh bên này vẫn chưa biết gì mà vẫn thong dong vừa uống sữa vừa đi đường. Bỗng anh bắt gặp đám đông liền thắc mắc, tại sao lại có nhiều người như vậy? Lúc này mọi người đến hỏi, Lâm Tân, cậu mới ở đâu vậy? Điểm kiểm tra của cậu có thật không? Anh hoang mang, cái gì? Lại một cậu bạn khác lên tiếng. Viện vật lý Giang Nam đã cử người đến điều tra cậu và hiệu trưởng đang ngăn cản bọn họ. Tốt nhất là cậu nên chạy đi. Đột nhiên giáo sư Giang hét lớn chỉ thẳng vào mặt hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ngài đang cố tình chỉ hoãn thời gian. Tôi nghĩ ngài cũng có liên quan đến vụ lừa đảo. Có lẽ chính ngài là người đã lên kế hoạch cho việc đó. Giáo sư Giang bày ra thái độ khinh thường đối với hiệu trưởng. Với một hiệu trưởng như vậy, danh tiếng của Đại học Giang Nam của ông sẽ bị hủy hoại. Và lâm tân đó, hãy để cảnh sát bắt giữ cậu ta nhanh chóng. Lúc này anh không chạy trốn mà đường hoàng xuất hiện. Các người đang tìm tôi phải không? Thấy anh ra mặt tất cả các sinh viên ở đó chứng kiến đều rất bất ngờ. Hiệu trưởng cũng bất ngờ không kém gọi tên anh, Lâm Tân, giáo sư Tang quay đầu nhìn anh, đó có phải là Lâm Tân không? Giáo sư Giang đến trước mặt anh chỉ trích, cậu không trốn à? Hùng, tôi đã kiểm tra điểm của cậu, rõ ràng là cậu chỉ là sinh viên khoa văn. Điểm của cậu trong tất cả các môn học kỳ trước đều rất trung bình, bất ngờ lọt vào top 5 kỳ thi vật lý quốc tế. Hiệu trưởng thấy vị giáo sư Giang đó quá là quá quắt nên đã lên tiếng, đủ rồi, đây là việc của Đại học Giang Nam của chúng tôi và không liên quan gì đến Đại học Khoa học và Công nghệ của các người. Nghe hiệu trưởng nói vậy bị giáo sư Giang kia liền cà khịa, tại sao không thành vấn đề, tôi cũng là thành viên của Viện Vật lý Giang Nam, hơn nữa. Không có học sinh xuất sắc nào của Shikatsu Kenma đạt được thứ hạng trong kỳ thi, nhưng bạn, một sinh viên từ một trường đại học bình thường, lại có thể lọt vào top 5, ông có biết giá trị của kỳ thi này. Giáo sư Giang nhìn sang anh với ánh mắt coi thường, nếu tin hắn có thể chiếm được vị trí thứ 5 thì thà tin ta là Tần Thủy Hoàng còn hơn. Lúc này anh tiến đến đáp trả, tôi chỉ làm một bài kiểm tra ngẫu nhiên, tại sao ông lại lo lắng đến mức cảm giác như bị dẫm phải đuôi vậy? Chẳng lẽ viện vật lý Châu U là người đứng phía sau của ông? Giáo sư Giang bị anh làm cho nghẹn họng, sao cậu dám nói chuyện với tôi như vậy? Các cậu sinh viên tội nghiệp đều có bộ mặt như vậy. Ông ta quát ầm lên, hãy làm bài kiểm tra tại chỗ của chúng tôi ngay lập tức, nếu cậu không dám, cậu đang gian lận, anh lúc này thản nhiên đến lạ, tôi sẽ đi nếu bạn muốn. Trường hợp xấu nhất là kết quả sẽ bị hủy, ai quan tâm chứ? Giáo sư Giang đi anh nói thế thì cười lớn, không dám đi, ha ha, cậu thực sự đang lừa dối. Đột nhiên Huyên Huyên ở đâu xuất hiện giải vay cho anh, tôi tin vào Lâm Tân, cậu ấy học trường nào không có nghĩa là học sinh ở trường ấy không thể xuất sắc. Bạn sống ở quốc gia nào không có nghĩa là người đó vượt trội hơn người khác. Huyên Huyên nhìn anh một cách chiều mến mà khẳng định, Lâm Tân là người xuất sắc nhất mà tôi từng gặp, anh ấy luôn học tập một cách lặng lẽ và nghiêm túc, và khiến mọi người phải kinh ngạc, vì vậy tôi tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ đạt được thành quả dựa trên sức mạnh của mình thấy huyên huyên xuất hiện khẳng định trên năng lực của anh khiến đám sinh viên ngây ngất hạ ngữ huyên là một mỹ nhân khoa văn học và là một phụ nữ tài năng cô cũng đã xuất bản nhiều bài báo liên quan đến di tích văn hóa tôi nghe nói cô ấy cũng là người phụ trách bảo tàng yên giang trẻ vậy sao được một cô gái ưu tú như vậy khẳng định lâm tân quả thực có năng lực tôi hơi ghen tị với lâm tân giáo sư giang nghe đám sinh viên kia nói thế thì khó chịu ra mặt vội vàng lên tiếng chỉ trích cô là ai một bông hoa của văn khoa chỉ là một chiếc bình thôi ngoại trừ xinh đẹp một chút, cô chẳng có công lao gì cả. Lúc này giáo sư Tang khuyên ăn, thầy Giang, thầy nên im lặng đi. Lúc này anh liền lên tiếng chỉ trích, không ngờ một người thầy dạy dỗ, giáo dục con người lại có cái miệng bẩn thỉu như vậy. Nếu ông đã không tin rằng ngay từ đầu có người ở Trung Quốc có thể đạt điểm cao trong kỳ thi, vậy tại sao lại phải đến đây để phung phí? Nhưng nếu tôi đậu, bạn phải xin lỗi hạ ngữ huyên và xin lỗi học sinh cả nước. Ông có dám không? Nghe anh nói thế ông ta liền dở giọng khiêu khích. Ôi, tôi sợ quá nếu cậu vượt qua bài kiểm tra, tôi không chỉ xin lỗi mà còn thành thật xin lỗi, nghe vậy anh liền chấp nhận, được rồi. Giáo sư Giang khoanh tay phấn khích chờ đợi, ha ha, vậy thì chúng ta đã sẵn sàng để xem chương trình rồi. Đột nhiên giáo sư Tăng đứng ra trước chủ trì, được rồi, thầy Giang, thời gian thật eo hẹp, chúng ta đã chuẩn bị địa điểm từ trước rồi, hãy bắt đầu ngay thôi. Tại lớp học, mấy bé gệ sinh của anh nghe anh xảy ra chuyện liền tới hóng hớt, tranh tranh lên tiếng, nghe nói Lâm Tân tới đây để được giáo sư viện vật lý kiểm tra, Lâm Tân có biết vật lý không? Nhưng khi vừa thấy anh đứng trình ảnh thì không thể không kinh ngạc thốt lên. Ôi chúa ơi, đó là sự thật. Vệ sinh của anh thích thú. Lâm Tân có biết tất cả mọi thứ không phải là anh ấy quá hoàn hảo sao? Tuy nhiên, tôi cũng hào hứng hơn. Tranh tranh phấn khích ra mặt. Nếu anh tốt như vậy, anh sẽ thu hút nhiều con điếm quyến rũ hơn. Việc bảo vệ anh trở nên khó khăn hơn đối với em. Trong lòng cô thẩm mỹ, sẽ thật tuyệt nếu em vẫn là bạn gái của anh. La Nhã Hy dường như biết tranh tranh đang nghĩ gì liền lên tiếng khuyên đừng nghĩ tới chuyện đó lưu nhất tranh. Lâm Tân có thể được bất cứ ai chấp nhận, nhưng đối với cô thì không thể, cô vẫn chưa thức dậy à, nhưng lời khị đều của La Nhã Hy dường như lại chỉ như nước chảy mây trôi đối với tranh tranh. Tranh tranh liên tục nhìn vào anh mà làm nhảm, tại sao mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện ra nhiều đức tính yêu Việt của anh ấy, tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Lâm Tân, tôi thực sự yêu anh ấy, độ ưa thích của lưu nhất tranh cộng 0,1, tỷ lệ ưa thích hiện tại 99,7% thấy đồ hào cảm của tranh tranh hiện lên một cách không ngờ tới khiến anh hoang mang. a à, tại sao Lưu Nhất Tranh lại điên như vậy? Ok video hay ho hôm nay đến đây đã kết thúc. Nếu thấy hay đừng quên cho xì bích một like và một đăng ký kênh. Nếu cảm thấy chỗ nào cần cải thiện có thể bình luận để góp ý cho xí bích. Bây giờ thì xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người.